Ngân Hạ xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bình Minh Cao Nguyên của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng. Như quý vị và các bạn thấy đấy, môi trường ngày càng phát triển thì nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, và điều đó làm mà ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của chúng ta, trong đó có làn da. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ một chuyên gia tư vấn về sắc đẹp, đó chính là chị Lê Quy. Chị ấy sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu về những nguyên nhân cũng như là cách để mà chữa trị một làn da mụn quý vị nhé. Đầu tiên thì cũng phải kể đến cái yếu tố tác động từ bên trong, đó là về cái tuyến bã nhờn. Tuyến bã nhờn bị viêm tắc thì nguyên nhân này là do cái tuổi, đặc biệt là cái tuổi dậy thì, cái tuổi đang phát triển thì cái hệ bài tiết hoạt động quá mạnh, có thể các bạn là không kiểm soát được, và đôi khi cố vệ sinh làm cho nó quá sạch, dẫn tới cái tình trạng mất cân bằng da, da có thể là thô sần và viêm tắc. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là do cái rối loạn nội tiết, thì cái nguyên nhân này là chủ yếu xảy ra ở cái độ tuổi trung niên. Cái nguyên nhân táo bón thì nó sẽ làm cho cái độc tố bên trong cơ thể rất là nhiều, và cái sự thiếu hụt nước bên trong cơ thể đó cũng là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng viêm nhiễm rất là cao. Thế thì với những nguyên nhân mà chị vừa nêu ra như thế thì cái cách để chúng ta ngăn ngừa cái việc mụn tấn công da, cũng như cách để chúng ta chữa trị cái làn da đã bị viêm nhiễm, đã bị mụn rồi, thì phải chăm sóc nó như thế nào ạ thưa chị? Đầu tiên thì với cái làn da của chị em thì tùy theo tình trạng da, các chuyên gia sẽ xem và cân đối một cái liệu trình phù hợp. Làn da chúng ta sẽ được làm sạch, cân bằng và sử dụng một cái sóng ánh sáng với một cái năng lượng phù hợp, đó là ánh sáng xanh. Để khi ánh sáng xuyên vào da của chúng ta thì nó sẽ làm cho cái tuyến bã nhờn được thông thoáng, tránh cái tình trạng tắc nghẽn, và hỗ trợ cho cái quá trình tăng sinh collagen, làm cho cái da của chúng ta sẽ khỏe khoắn hơn, tăng cái sức đề kháng hơn. Sau khi mà mình sử dụng cái năng lượng của ánh sáng thì ở spa cũng có thêm một cái công nghệ, đó là công nghệ oxy nén. Cái công nghệ oxy này thì trong không khí sẽ được chắt lọc một cái lượng oxy nhất định và truyền qua da qua một cái dụng cụ sẽ đẩy sâu vào cái lớp tế bào da và tạo một cái môi trường thật là tốt để cho cái tế bào mới sinh sôi nảy nở và phát triển một cách khỏe mạnh nhất, và tiêu trừ những cái con vi khuẩn gây nên tình trạng viêm nhiễm cho da. Trong cái chế độ ăn uống, tức là mình phải cố gắng quan tâm một tí xíu, là mình để ý những cái thực phẩm nào tốt cho làn da. Mình ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều rau củ quả mà đa dạng màu sắc một tí xíu, rồi sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da cho nó hợp lý đối với làn da của mình, không có lạm dụng quá, hạn chế trang điểm. Và nếu như mà mình phải tiếp xúc công việc rồi chẳng hạn, mà mình phải tiếp xúc với cái môi trường khói bụi ô nhiễm, thì chúng ta cần có một cái chế độ bảo vệ làm sao cho nó hợp lý. Khuyên các chị em là chúng ta có một cái chế độ ưu tiên cho cái lượng nước uống, mà mình uống như thế nào, uống làm sao cho nó hợp lý. Thì trung bình với một cái thể trạng bình thường, một cái cân nặng khoảng từ 47 cho tới 50 kg thì chúng ta uống khoảng 2 lít một ngày, và chia ra thành những cái lượng nhỏ và rải rác suốt ngày thì mình uống làm sao cho đủ. Thì như vậy thì nước mới có cơ hội để mà luân chuyển tới da, để mà nó hỗ trợ thải độc. Dạ vâng, cảm ơn chị Lê Quy rất là nhiều. Và Ngân Hạ cũng hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chị Lê Quy, chuyên gia tư vấn chăm sóc sắc đẹp, thì cũng đã giúp cho quý vị cung cấp thêm những kiến thức để mình có thể ngăn chặn cũng như là chăm sóc một làn da mụn. Và chúc cho quý vị và các bạn sẽ luôn tươi, luôn vui, luôn trẻ và tràn đầy năng lượng. Chị có thể tư vấn cho Minh Thư cũng như là những khán giả đang theo dõi chương trình có thể lựa chọn được những bộ trang phục cưới thật là đẹp mắt và phù hợp với mình được không ạ? Cô dâu thì có màu da vừa phải. Bình thường thì mình cũng chọn những chiếc áo nó màu nâu hoặc màu xanh và màu hồng phấn.